phúc thẩm hay không. Ví dụ như bây giờ tranh chấp một cái hợp đồng vay tiền thì tòa hỏi về xoay quanh về vấn đề là vay lần đầu bao nhiêu, có giấy tờ hay không, các bên có thừa nhận giấy này hay không, lãi suất hai bên thỏa thuận là bao nhiêu. Và cũng những cái câu như vậy thì tòa sẽ hỏi bị đơn và lý do tại sao kháng cáo. Trong đơn này ghi có các bên tranh chấp là 100 triệu nhưng mà bây giờ ghi các bên trong cái giấy vay tiền nó có 80 triệu thì tòa cấp sơ thẩm ta chấp nhận 80 triệu sao lại đòi 100 triệu chẳng hạn như vậy. Hoặc là trong cái tuyên bố hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tòa sẽ hỏi cái cấp sơ thẩm họ xử vậy không đúng ở chỗ nào, thì tòa sẽ lý do như thế nào chị cho rằng là hủy cái giao dịch này, là tại sao chị cho là vô hiệu. Trong tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất thì hỏi về ba mẹ, di sản thừa kế để lại, ai là người trực tiếp quản lý sử dụng, tại sao không được chia, lý do tại sao không được chia, có chứng cứ mới gì không. Thưa quý vị và các bạn, cái việc trong cái phần xét hỏi thì cây mỗi hoa, nhà mỗi cặm. Nếu tranh chấp hợp đồng vay tiền thì tòa sẽ hướng theo cái việc mối quan hệ tranh chấp của hợp đồng vay tiền. Nếu tranh chấp về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tòa sẽ xoay theo cái hướng đất, lý do về mặt trình tự, về mặt thủ tục, về mặt nội dung cấp sai chỗ nào. Nếu quan hệ tranh chấp là thừa kế quyền sử dụng đất thì tòa sẽ hỏi xoay quanh những vấn đề gọi là di sản thừa kế, hàng thừa kế và tài sản để lại. Hết ha. Qua tới phần 3, đó là phần tranh luận. Thì đối với phần tranh luận thì tòa sẽ theo cái quy định tố tụng mới thì các bên sẽ được cái quyền gọi là hỏi lại với nhau. Ví dụ như bị đơn hỏi nguyên đơn và nguyên đơn hỏi lại bị đơn, thì thông thường cái việc mà thiết kế để mà hỏi lại thì cũng tương đối khó. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn nói lướt qua vấn đề này cho quý vị và các bạn được biết. Ví dụ như trong trường hợp tranh chấp một cái hợp đồng vay tiền thì nguyên đơn hỏi rằng là nguyên đơn hỏi bị đơn rằng là tôi đã cho chị vay với số tiền là 80 triệu từ 5 năm về trước, chị thấy là giá trị tài sản của tôi cho chị vay 5 năm về trước với giá trị tài sản hiện tại là có bị lạm phát hay không mà chị không trả tôi lãi suất chẳng hạn. Hoặc là trong cái vụ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất thì mình cũng sẽ thiết kế theo cái yêu cầu rằng là tại sao chị lại được chia toàn bộ phần đất của mẹ, mẹ có phải là mẹ chung của mọi người hay không. Thì tôi cho rằng cái việc mà các bên đương sự, nguyên đơn hỏi bị đơn, bị đơn hỏi người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tòa cho cái quyền hỏi lại với nhau thì cũng rất là khó. Vì nếu không chuyên nghiệp thì chắc là các bên sẽ không thường là cái câu hỏi này là thưa tòa là không. Tiếp tới thì tới cái phần tranh luận. Thì nếu như trong trường hợp mình không có luật sư thì mình sẽ đứng lên, mình sẽ yêu cầu là thưa hội đồng xét xử là trong cái hợp đồng vay tài sản chẳng hạn, nguyên đơn cho rằng tôi cho vay của cái vị này từ năm 2015 đến nay đã bao nhiêu đó năm rồi, tuy nhiên rằng là cái việc chị cho rằng là lãi suất là không có vì không có văn bản nào để tính lãi suất, nên tôi yêu cầu tòa án tuyên cho tôi chấp nhận toàn bộ yêu cầu của tôi, sửa bản án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của tôi với tiền gốc là 80 triệu, tiền lãi suất là tính theo lãi suất ngân hàng theo cái thời điểm mà xét xử. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta là tranh chấp gọi là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng ta cho rằng là thưa tòa tôi khiếu nại cái việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì cho rằng là bị đơn đã có một cái bản án vay tôi một cái số tiền, và nếu như trong trường hợp không hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không hủy cái hợp đồng này thì cái chị này chỉ tẩu tán tài sản, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái quyền, mai mốt rồi bà này bà hết tài sản rồi lấy gì tôi đi thi hành án, bản án của tòa sẽ không có. Ví dụ như trong trường hợp tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất thì chúng ta sẽ
nói cái gì. Tranh chấp thừa kế thì chúng ta sẽ nói rằng là thưa tòa, tôi cho rằng là tôi và cái bị đơn đều là ba là mẹ của một người sinh ra. Dĩ nhiên thì cái người Úc này họ quản lý sử dụng đất, thì nếu như trong, và tôi cũng đã thống nhất là không chia cái nhà rồi, thì bây giờ chia cho tôi cái phần đất trống chẳng hạn. Thì hồi nãy tôi có nói với quý vị và các bạn đó, thì trong cái kháng cáo này chúng ta được quyền đưa ra hai cái lý do. Thứ nhất là sửa bản án, sửa chấp nhận toàn bộ cái yêu cầu của nguyên đơn, sửa chấp nhận toàn, sửa là bác yêu cầu nếu là bị đơn, hoặc là hủy, trở về cấp sơ thẩm như thế nào đó. Thì có ba dạng. Thì theo tôi là ở cấp phúc thẩm sẽ có ba dạng. Thứ nhất là giữ nguyên bản án. Nếu xét thấy hồ sơ cung cấp chứng cứ của cấp sơ thẩm đã rõ và không, sau khi xem xét lại thêm một lần nữa thì thấy không có tình tiết mới, cấp sơ thẩm xử đúng cái tính chất của vụ việc, dẫn luật chuẩn và không có gì phải sai sót, thì tòa án cấp phúc thẩm sẽ viện dẫn giữ nguyên cái bản án. Hoặc là nếu như trong trường hợp bản án, cái kháng cáo này mà phía bên nguyên đơn, bị đơn cho rằng là tôi có đưa tình tiết mới là có thiếu cái người có quyền và nghĩa vụ liên quan nè, trong cái hợp đồng thuê nhà, tranh chấp ngay cái hợp đồng thuê nhà mà không, lại không đưa cái ông thuê nhà trên đất, thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền của cái người đang thuê. Vậy kính mong hội đồng xét xử hủy. Hoặc là thiếu cái người, triệu tập thiếu người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì chúng ta sẽ hủy. Và nếu như trong trường hợp chúng ta cho rằng đủ cơ sở, thưa với tòa rằng là ba mẹ là ba mẹ chung, mà khi ba mẹ chết thì không có để lại cái di chúc, mà cấp sơ thẩm đã chia như vậy thì là không đúng. Tôi cho rằng là tòa án hay viện dẫn, vì tôi là hàng thừa kế cùng hàng mà được một suất thừa kế bằng nhau, thì kính mong hội đồng xét xử chấp nhận cái kháng cáo của tôi và sửa bản án chẳng hạn như vậy. Ba nội dung ha quý vị và các bạn. Thứ nhất, thủ tục bắt đầu phiên tòa. Thứ hai là phần hỏi. Thứ ba là phần tranh luận. Thứ tư đó là phần nghị án. Tới phần này thì hội đồng xét xử sau khi có phát biểu của viện kiểm sát thì tòa sẽ mời viện kiểm sát đứng lên phát biểu về quan điểm của vụ án. Thì thông thường viện kiểm sát sẽ đứng lên phát biểu hai nội dung. Thứ nhất là về hình thức, thứ hai là về nội dung. Thì hình thức thì đa phần là sẽ không có ý kiến về việc tuân thủ theo quy định của pháp luật về thời hạn kháng cáo, về những cái quy định khác. Còn về nội dung thì viện kiểm sát cũng có quyền cho đưa cái nội dung là sửa, hủy hoặc giữ nguyên bản án gì đó. Và tới cái phần nghị án thì tòa nói là xét thấy hồ sơ cũng đã rõ thì chúng tôi cần nghị án, thì đứng lên để mà vào. Và nếu như trong trường hợp không có cái tình tiết gì đó và có ý kiến là của đại đa số, quyết định trên đại đa số nha quý vị và các bạn. Ví dụ như ba vị ngồi ở một vị chủ tọa và hai người ngồi ở hai bên, gọi là cánh gà đó. Thì nếu như trong trường hợp mà thẩm phán chỉ cần hai suất, chỉ phần ý kiến của hai người, thì cái người còn lại quyết định trên đại đa số. Ví dụ như trong ba người thì chỉ có hai người đồng ý sửa bản án thì bản án sẽ được sửa. Ví dụ như trong cái hội đồng xét xử là ba, thì ba người đều đồng ý sửa thì quá tốt. Và phần cuối cùng là tuyên án. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái phần tuyên án thì chắc chắn tôi sẽ làm một cái video khác, tại vì cái phần tuyên án rất là dài, và các bạn cũng phải chuẩn bị giấy mực, bút mực. Nếu như các bạn không phải là luật sư thì các bạn không biết là tòa tuyên cái gì đâu, tại vì rất là nhanh. Tôi sẽ thiết kế như thế nào để quý vị và các bạn, những người không có mời luật sư đó, thì cũng có thể chuẩn bị bút mực và ghi xuống để mình biết những cái nội dung gì. Tôi sẽ
Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn rằng là những cái video này còn có nhiều hạn chế do những cái kiến thức cá nhân mà tôi đúc rút được trong cái quá trình hành nghề luật sư hơn 10 năm. Tôi cũng rất là hoan nghênh các anh chị em xem cái hồ sơ này. Và nếu như trong trường hợp các anh chị em luật sư, thầy, sư huynh, đồng nghiệp và thậm chí là các em sinh viên nữa, các em các thấy rằng là chị luật sư Thu Đoàn là nói cái này không chuẩn nè, thì mấy em hãy comment vào chế độ riêng tư, vì để được cái video trình tự một phiên tòa phúc thẩm thì thật sự đó là một cái sự nỗ lực hết sức mình của một cá nhân. Và cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe từ đầu cho đến thời gian này. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thì sắp tới tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn xem thế nào là tuyên án và đưa ra những cái ví dụ cụ thể để quý vị và các bạn có thể, mình không có nhờ luật sư nhưng mà mình chuẩn bị cầm giấy bút mực lên, mình sẽ ghi những nội dung gì đó. Thưa quý vị và các bạn, để kết lại một cái vấn đề thì trình tự của một phiên tòa phúc thẩm gồm có 5 phần. Chúng ta từng cái nội dung thì chúng ta phải hiểu để chúng ta có thể từ đó chúng ta đi một phiên tòa. Tại vì có những người có khả năng đứng trước đám đông, có những người không có khả năng đứng trước đám đông. Mà bản thân luật sư của chúng tôi cũng thế, bản thân mấy anh chị thẩm phán cũng thế. Những người lần đầu tiên đứng trước, không có những cái thực hành quen, thì khi nói rất là hồi hộp. Đã hồi hộp rồi còn không biết là lính quýnh, gọi là lính quýnh là từ người Nam, trên kia gọi là lúng túng, người Bắc gọi là lúng túng. Tôi thì 50% người Bắc, 50% người Nam, cho nên tôi sử dụng từ lúng túng hay hơn. Rất là túng túng, không biết là mình phải nói như thế nào. Thì thôi, tôi sẽ nhắc lại để kết cái nội dung của video. Thứ nhất là trình tự gồm có thủ tục bắt đầu phiên tòa. Thứ hai, đó là phần hỏi. Thứ ba, đó là phần tranh luận. Thứ tư, đó là phần nghị án. Và thứ năm là tuyên án. Nếu quý vị và các bạn xem vẫn không hiểu thì các bạn có thể tua đi tua lại rất là nhiều lần. Và nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn thấy rằng cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta nó thiết thực cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn hãy cho tôi một like hoặc đăng ký ở bên phía bên nút bên trái đó, thì quý vị và các bạn có thể nhận được những cái video liên tiếp theo. Và tôi hứa với quý vị và các bạn tất cả những video này cho quý vị và các bạn đều miễn phí. Xin trân trọng.